Thưa quý vị, Trung Quốc cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Ngày 6 tháng 9, thì Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã cảnh báo mực nước tại một số con sông ở các tỉnh Hải Nam và Quảng Đông có thể vượt mức báo động sau khi siêu bão Yagi đổ bộ. Theo đó, mực nước sông Nam Độ và sông Sương Hóa ở Hải Nam, sông Giám Giang và sông Mạc Dương ở Quảng Đông có thể dâng cao do bão Yagi gây mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi tình hình cơn bão và lũ lụt do mưa lớn, đồng thời hướng dẫn chính quyền địa phương về các nỗ lực phòng ngừa. Trong khi đó, theo Tân Hòa Xã, đã có báo cáo về tình trạng mất điện tại khoảng 830.000 hộ gia đình tại tỉnh Hải Nam. Lực lượng chức năng đã khôi phục điện cho khoảng 260.000 hộ gia đình, đồng thời cho biết họ đã thành lập một đội ứng phó khẩn cấp gồm 7.000 thành viên sẵn sàng bắt tay vào công tác sửa chữa ngay khi điều kiện cho phép. Trước đó sáng ngày 6 tháng 9, Trung tâm khí tượng quốc gia Trung Quốc đã ra hạn cảnh báo đỏ mức cao nhất đối với bão Jagi. Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 570.000 cư dân đã được di dời khi bão Jagi dự báo sẽ đổ bộ vào tối ngày 6 tháng 9. Chính quyền địa phương tại đây cũng đã tăng cường hỗ trợ khẩn cấp về điện, thông tin liên lạc, giao thông và các lĩnh vực khác.